Chào các bạn nha. Nay mình giới thiệu cho các bạn một mẫu nhà sàn bê tông mới nữa. Mẫu nhà này là hai gian hai trái nách quanh. Cả bếp cũng rất là rộng, hơn 100 m². Nhà này đúc giẫu để giải ván nhá. Đây là mẫu nhà nách quanh này. Đúc giẫu để giải ván, đúc giẫu bằng bê tông. Nhà này giật cấp hàng trên, giật cấp hàng nách trên. Đây là khu vực gian bếp. Khu này sau này là sẽ đổ sàn ở đây, còn đây là sẽ không đổ sàn. Đổ sàn đây. Đó, các bạn thấy cắm sắt chờ chưa 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 ghép sàn. Khung rất là đẹp. Những cái hoa các bạn nhìn thấy ở xung quanh kia là phần đúc diềm nhé, bằng bê tông xung quanh luôn. Nhà hai dàn đứng nách quanh có tổng diện tích cả bếp là khoảng 130 m², à không, đến 120 m². Nhà này không đổ sàn nhá, đúc giẫu thì giải ván. Sau này lịa ván lên trên.
Khung nhà làm này như ở quê mình như này là hết 130 triệu các bạn nhé. Nhà này cũng nhỏ nhỏ thôi. Rất là đẹp, rất gọn.